Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Viettel Star TV và mình là MC Hằng Uông. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về top những chiếc smartphone trong khung giá chỉ dưới 5 triệu đồng nhưng rất đáng để chúng ta sở hữu. Và đó là những điện thoại nào thì hãy cùng theo dõi hết video ngày hôm nay của mình nhé. Chiếc điện thoại đầu tiên trong danh sách của chúng ta ngày hôm nay, mình xin giới thiệu với các bạn sản phẩm mang tên Redmi Note 9S. Redmi Note 9S có khá nhiều điểm cộng về thiết kế như được bao cong nhẹ ở hai cạnh và có bốn góc được bo tròn mềm mại ở các cạnh bên, đem lại một cái trải nghiệm cầm nắm vô cùng là dễ dàng cũng như là đầm tay hơn. Mặt sau của chiếc máy này thì được làm nổi bật với cụm 4 camera sau, được sắp xếp theo chiều dọc, nằm ở góc chân cùng phía bên trái, giúp tăng thêm vẻ thanh thoát cho chiếc máy này. Về màn hình thì Redmi Note 9S được trang bị màn hình lên tới là 6,67 inch Full HD+ và máy được sử dụng với giao diện đó là MIUI, đem lại cho người dùng chúng ta có được trải nghiệm hoàn toàn là mượt mà và chắc chắn là sẽ làm hài lòng những người dùng dù cho là có khó tính nhất đi chăng nữa. Bên cạnh đó, camera của Redmi Note 9S cũng khá là nổi bật với cụm 4 camera bao gồm cảm biến chính, bộ 4 camera AI, góc rộng đó là 48MP, 8MP, 5MP và 2MP, đem lại những cái hình ảnh vô cùng là sắc nét trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Và camera selfie của chiếc điện thoại này thì có độ phân giải là 13MP. Và hơn nữa thì điện thoại còn được cung cấp sức mạnh bởi con chip đó là Snapdragon 720G 8 nhân, kết hợp với bộ nhớ trong 64GB, RAM là 4GB, mang đến tốc độ xử lý vô cùng nhanh chóng trên tất cả các tác vụ. Và cộng thêm một viên pin vô cùng ấn tượng có dung lượng là 5020mAh thì các bạn hoàn toàn có thể thoải mái sử dụng điện thoại này trong suốt một ngày dài. Và tiếp theo, đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách của chúng ta ngày hôm nay sẽ là sản phẩm mang tên Vsmart Active 3. Vsmart Active 3 đi theo xu hướng mặt lưng nhựa giả kính đổi màu vô cùng là bắt mắt với các góc cạnh thì được bao cong nhẹ nhàng. Và dù là nhựa giả kính nhưng mà mặt lưng của Active 3 thì vẫn đem đến một vẻ ngoài vô cùng sang trọng, khéo léo trong việc phối màu và hiệu ứng ở trên bề mặt, tạo nên một tổng thể khá là đẹp mắt và cho chúng ta cái cảm giác cầm nắm cũng rất là thoải mái và dễ chịu. Và bên dưới thì chúng ta sẽ có một cảm biến vân tay và một logo của nhà Vsmart giúp cho việc mở khóa màn hình trở nên nhanh nhạy hơn. Về màn hình thì Active 3 của chúng ta sẽ được trang bị màn hình đó là AMOLED kích thước 6,39 inch, Full HD+, giúp cho chúng ta có thể tối ưu được việc xem phim, đọc báo và mạng xã hội. Và các bạn sẽ có được những cái trải nghiệm thị giác ở mức tốt nhất. Và bên cạnh đó thì máy còn được trang bị bộ vi xử lý MediaTek Helio P60 8 nhân vô cùng là mạnh mẽ. Cùng với đó là RAM 6GB, ROM 64GB và hệ điều hành VOS giúp cho máy có thể xử lý những cái tác vụ cơ bản và chơi được những tựa game giải trí vô cùng là nhẹ nhàng. Và không chỉ vậy mà Vsmart Active 3 của chúng ta còn có camera trước với độ phân giải đó là 16MP, cụm 3 camera sau hỗ trợ AI và camera chính thì có độ phân giải 48MP, tương tự như là Vsmart Live. Và hai camera còn lại của chiếc máy này thì có độ phân giải lần lượt đó là 20MP để đo độ sâu trường ảnh và 8MP cho góc rộng, có thể đáp ứng đầy đủ những nhu cầu chụp ảnh của người dùng. Và tiếp theo ở vị trí thứ 3, chúng ta sẽ có sản phẩm mang tên Realme 5 Pro. Realme 5 Pro có thiết kế màn hình phong cách giọt nước với chất liệu vỏ ngoài được làm bằng nhựa và kiểu dáng thì tương tự như là sản phẩm tiền nhiệm. Và hiện nay thì máy có hai tùy chọn màu đó là xanh đại dương và xanh thảo nguyên vô cùng là bắt mắt. Xét về màn hình thì Realme 5 Pro của chúng ta thu hút được sự quan tâm của thị trường nhờ màn hình sắc nét trên một mức giá rẻ. Thiết kế màn hình dạng giọt nước có kích thước đó là 6,3 inch, độ phân giải là Full HD+, cho chúng ta có được chất lượng hình ảnh hiển thị vô cùng là sắc nét. Và smartphone của chúng ta thì sẽ sở hữu con chip Snapdragon 712, 8GB RAM, ROM là 128GB, kết hợp với GPU Adreno 616, mang lại một mức hiệu năng dư giả, đa tác vụ một cách rất là mượt mà, và thậm chí là còn có thể tăng tốc độ xử lý đồ họa của các tựa game lên mức cực kỳ là ổn định. Còn xét về khả năng nhiếp ảnh thì Realme 5 Pro gây ấn tượng với hệ thống 4 camera sau, cùng cảm biến chính đó là Sony IMX586, 48MP, cảm biến 8MP cho góc siêu rộng 119 độ và camera macro 2MP, cảm biến đo độ sâu là 2MP. Ở phía trước thì điện thoại này sẽ có máy ảnh selfie 16MP để người dùng chúng ta có thể chụp ảnh tự sướng cũng như là gọi video call. Và phần giọt nước hay còn gọi là khía chữ V chứa camera phía trước có độ phân giải là 16MP, dùng cảm biến IMX471 của Sony và cảm biến ánh sáng hứa hẹn là sẽ đem đến những bức ảnh với độ chi tiết rất tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ có sản phẩm mang tên Galaxy M21.
M21 của chúng ta có màn hình kích thước 6,4 inch, Full HD cộng, sử dụng tấm nền Super AMOLED, tỷ lệ màn hình đạt hơn 90% so với toàn thân máy và được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass thế hệ thứ 3. Và máy thì được cài đặt sẵn giao diện One UI 2.0 dựa trên nền tảng Android 10 với rất là nhiều nâng cấp về công nghệ như là giao diện màn hình tối kết hợp cùng với thanh điều hướng cho cái cử chỉ chúng ta trở nên mượt mà, cùng với nhiều tiện ích thú vị khác. Và bên cạnh đó thì Galaxy M21 được trang bị bộ vi xử lý Exynos 9611, RAM là 4GB, bộ nhớ trong tùy chọn là 64GB. Và với mức cấu hình như vậy thì máy có thể chơi được khá ổn những game như là PUBG hay là Liên Quân Mobile ở mức cấu hình đó là vừa phải. Và ngoài ra thì máy cũng có hỗ trợ người dùng mở rộng dung lượng lưu trữ bằng khe cắm thẻ nhớ lên tới là 512GB. Về camera thì M21 sẽ sở hữu thiết lập 3 camera ở phía mặt sau với độ phân giải lần lượt là 48MP, 8MP và 5MP, và camera selfie của chúng ta sẽ có độ phân giải là 20MP ở phía mặt trước. Máy sẽ được trang bị công nghệ sạc nhanh siêu tốc 15W giúp chúng ta có thể sạc đầy pin vô cùng nhanh chóng, rút ngắn thời gian sạc pin đáng kể trên viên pin có dung lượng là 6.000 mAh. Và cuối cùng trong danh sách của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một sản phẩm đến từ nhà Oppo, chiếc điện thoại mang tên Oppo A5 2020. Oppo A5 2020 có mặt lưng bóng bẩy, sức hút và rất là trẻ trung. Và dù không phải là bằng kính, nhưng khi nghiêng các góc nhìn khác nhau thì vẫn tạo ra rất là nhiều màu sắc lung linh, vô cùng là huyền ảo và bắt mắt. Mặt lưng của chiếc máy này thì được làm cong 3D, cho chúng ta có được cảm giác cầm nắm thoải mái. Và màn hình của A5 2020 có kích thước rộng rãi là 6,53 inch, độ phân giải HD cộng, cho chúng ta có cái cảm nhận là khá thoải mái cho những cái nhu cầu sử dụng cơ bản của người dùng. Còn nếu như xét về hiệu năng thì smartphone của chúng ta sẽ được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 665 kết hợp với đó là 4GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Sau đó vào những tác vụ hàng ngày hay thậm chí là cả những tựa game hit hot hiện nay như Liên Quân Mobile hay là PUBG Mobile thì đều được xử lý khá là ổn. Còn về camera thì hệ thống camera của Oppo A5 2020 cũng bao gồm 4 camera với cảm biến chính là 12MP, 3 camera còn lại là cảm biến phụ 8MP, 2MP và 2MP. Còn camera selfie của chúng ta thì sẽ có độ phân giải 16MP, hỗ trợ chế độ làm đẹp bắt mắt, có thể làm hài lòng người dùng chúng ta một cách vô cùng thoải mái. Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đi tổng hợp lại top 5 smartphone trong phân khúc giá dưới 5 triệu đồng rất đáng để chúng ta sở hữu ở thời điểm hiện tại. Còn các bạn thấy như thế nào, hay các bạn có ý kiến nào khác không? Các bạn muốn sở hữu em điện thoại nào về tay mình nhất thì đừng ngần ngại, hãy chia sẻ ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên hãy like, share và subscribe để ủng hộ thêm cho kênh YouTube của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.